Công thức làm đẹp. Bước 1. Hợp nhất NNG chống đồng băng tần lớp 3 làm đẹp. Đọc một lần. Bước 2. Hợp nhất hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cột sống 3 lần. Hợp nhất lần 1. Hợp nhất lần 2. Hợp nhất lần 3. Bước 3. Hợp nhất hình dung năng lượng từ não bộ truyền tải đến vùng cần làm đẹp 3 lần. Hợp nhất lần 1. Hợp nhất lần 2. Hợp nhất lần 3. Bước 4. Tập trung truyền tải năng lượng đến một hoặc hai hoặc ba vị trí mình muốn làm đẹp cùng một lúc. Ví dụ, làm đẹp da, giảm nếp nhăn, giảm vùng eo cho đến khi chuông báo chấm dứt.
Rong 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 hết giờ. Lưu ý công thức này chỉ tập một lần trên một ngày và có thể nhắm mắt hoặc là mở mắt.